Chuyển sang cảnh báo thời tiết, chiều nay miền Bắc tiếp tục hanh khô, cần đề phóng nguy cơ cháy nổ nhà xưởng. Cảnh báo chi tiết sẽ kết thúc 5 phút hôm nay. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Trưa chiều nay, ở khắp các tỉnh thành Bắc Bộ đều có nắng cộng với độ ẩm không khí vẫn thấp dưới 60%, trời hanh khô. Hanh khô kéo dài thì nguy cơ cháy nổ nhà xưởng rất cao. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tuyệt đối không dự trữ xăng, các chất lỏng dễ gây cháy trong xưởng. Khi hàn, cắt phải che chắn bằng các vật liệu chống cháy, di chuyển các vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực hàn, cắt tối thiểu là 10 mét.